những ngày tháng năm lịch sử, một chương trình nghệ thuật đặc biệt do VTV8 tổ chức thường niên, Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây, đã trở lại với chủ đề Khoảng trời hố bom. Năm 2024, Nghĩa trang Thanh niên xung phong Thọ Lộc, tỉnh Quảng Bình, nơi yên nghỉ của gần 600 liệt sĩ thanh niên xung phong, được chọn là nơi diễn ra sự kiện. Hàng trăm cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn đã cùng tham gia, hòa nhịp trong một không gian đậm chất nghệ thuật và linh thiêng. Hiếm có ở nơi đâu, một nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong lại được nằm giữa một ngôi làng nhỏ ấm cúng và yên bình. Cảm giác như được những người đã khuất vẫn luôn luôn được che chở, bao bọc trong tình yêu của nhân dân. Và quả vậy, nghĩa trang Thọ Lộc hàng năm vẫn được các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh. Cùng với những tiết mục nghệ thuật, những bài ca đi cùng năm tháng với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, chương trình cũng kết nối đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về với những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của dân tộc, của Tổ quốc hôm nay. Tôi cảm thấy chương trình rất ý nghĩa và mang tính giáo dục cao đối với thế hệ trẻ. Trong chương trình này thì thể hiện được cái vai trò của các bậc cha anh đi trước, cống hiến, hy sinh, chiến đấu vì Tổ quốc Việt Nam. Và đối với thế hệ trẻ của chúng tôi thì sẽ phát huy với tinh thần đó để quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Cái địa điểm mà chúng tôi tổ chức chương trình này có một vài điểm khác biệt so với các chương trình trước. Ví dụ như nơi đây là nơi nghỉ của khoảng hơn 600 thanh niên xung phong. Một nghĩa trang mà được xây đắp nên và tôn tạo bởi những người cựu chiến binh là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, họ về đây và họ phun sới cho từng mảnh vườn và đưa vào công viên này, nơi yên nghỉ cuối cùng, một không gian rất là ấm cúng cho đồng đội của họ. Chương trình Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây năm nay càng ý nghĩa hơn khi Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam và các nhà tài trợ đã trao tặng hơn 100 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đây là một hành động thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng thanh niên xung phong luôn bám sát tuyến đường cùng bộ đội làm nhiệm vụ trước mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Đặc biệt là tọa độ ngã ba Đồng Lộc, Trung Bồn, đèo Phu Lê Nhích, cua chữ A, Cống Trời, Hàm Rồng, Phà Xuân Sơn, Phà Long Đại, đường 1C. Có thể khẳng định trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và bao trùm là sức mạnh Việt Nam cùng với sự giúp đỡ quý báu của quốc tế đã làm nên con đường ấy. Đó là tài sản tinh thần vô giá mà các thế hệ người Việt Nam cần nâng niu, trân trọng, đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây là một trong những chương trình trọng điểm hàng năm do VTV8 thực hiện từ năm 2016 đến nay tại nhiều di tích, nghĩa trang quốc gia, địa điểm lịch sử khác nhau. Cứ qua mỗi năm, các chương trình đều mang đến những câu chuyện xúc động về con người, về lịch sử, về sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Từ đây, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước được lan tỏa và thắp sáng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Để có được những chương trình chất lượng như Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây, các ekip sản xuất đã dành nhiều thời gian và tâm huyết thực hiện với nhiều khó khăn và vất vả. Từ việc tìm kiếm những câu chuyện đặc sắc đến việc tác nghiệp tại những địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng với lòng đam mê và tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên ekip đã vượt qua để mang đến cho khán giả những tác phẩm đậm chất nhân văn, gần gũi với đời sống. Với mỗi năm thì chúng tôi lựa chọn một chủ đề khác nhau, và cái điều quan trọng đó là một cái địa điểm khác nhau. Có năm thì chúng tôi làm tại tỉnh Quảng Bình, có năm thì chúng tôi làm ở Quảng Trị, có những năm thì chúng tôi lên làm tận Đắk Nông, có năm thì làm ở Phú Yên. Và ở đó thì cứ mỗi cái chủ đề, mỗi cái câu chuyện thì nó lại mang một cái màu sắc khác, và những cái câu chuyện kể khác nhau ở xung quanh những cái người anh hùng
liệt sĩ, các cái thương binh và kể cả những người chiến sĩ mà vẫn còn may mắn để có thể trở lại với cuộc sống thường ngày, xây dựng quê hương đất nước. Với thành công của chương trình Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây năm nay, cũng như hàng loạt chương trình từ năm 2016 đến nay, ekip sản xuất hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến cho khán giả những chủ đề hấp dẫn, sâu sắc và ý nghĩa hơn trong các năm tiếp theo. Những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và sự tiếp bước hôm nay cũng sẽ được kể lại, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng lòng yêu nước qua nhiều thế hệ.